Xin chào các bạn nha. Hôm nay TV Bình Thuận sẽ thăm đưa các bạn đi thăm cái đập hồ chứa nước sông Móng. Quy mô cái đập này là khoảng 35 triệu mét khối. Quy mô khá lớn. Đây, nhìn quang cảnh cái hồ đấy. Rất rộng lớn. 35 triệu mét khối. Đập này thì bắt đầu xây dựng năm 2008. Đến năm 2010 thì hoàn thành. Chiều cao của đập là 27 mét. Khác ha, 35 triệu khối nhìn nó khác không? Ủa lên đây chơi hả? Sao tới làm luôn sao? Hả? Thôi. Quay cảnh đẹp quá. Có sẽ vừa à? Hả? Có sẽ vừa à? Thôi thôi. Trước đây làm cái hồ này, giờ lên thăm. À. Ừ. Hồi đó làm đây anh cũng có lên thăm cho mấy lần rồi lâu quá. Bây giờ buồn buồn. Lên nhà em làm cái hồ này năm 2008 á. Giờ lên thăm lại cái thử. Đây người ta bánh cá đồ nhiều mà bây giờ lên thấy dắt xeo à. Ờ. Năm 2008 tới giờ luôn đó. Cái này mà nước cũng ít thôi. Chưa có nước, nước giờ nó thấp á. Nước nó thấp ghê. Cái này dung tích nó 35 triệu khối mà. Lớn. Hồ này lớn lắm chứ. Ừ. Nó Phan Thiết lên hả? Hả? Phan Thiết lên ở đâu lên? Có ở Mương Máng hả? À Mương Máng. Mương Máng ở đây chợ Mương Máng. Đi lên thăm thằng em à. À lên đây chơi mắt rười rồi.
Thì ha, để kiến là quên đó nha. Sợ quên đó. Giờ mùa mưa mà nước thấp ghê. Hả? Nước thấp ghê, nước giờ nó dưới đáy á. Tính ra đang là dưới đáy. Hả? Không, lên trên đó luôn á. Lên trên tấm bê tông thứ hai á. Cái này ăn thua gì? Hồi đó lát cái đá này là dùng máy đào lát không thè này, chịu không? Lấy lát máy đào lát không á, chứ đâu có lát thủ công đâu. Lấy máy đào sắp, rồi thủ công chèn đá rồi vô, chèn đá nhỏ đó đó. Chứ hầu như máy đào làm không á. Mấy ông máy đào cũng giỏi á. Mà bằng thẳng đẹp vô không? Lớp đá này. Trời, nhiều cân này hả? Câu cá gì anh? Câu có phi được cháu. À. Đâu được nhiều chưa? Đâu rồi? Nó đâu có ăn đâu nhiều. Hả? Để mới vừa tới là nó không ăn. Ít nước ghê, giờ mới dưỡng 8 rồi mà sao nước ít dữ vậy trời? Ờ, tính ra chưa được bao nhiêu nước đâu, nó còn cao lắm. Đến đỉnh của nó là tới tấm bê tông thứ hai á. Nếu mà kịch khổ á. Không phải đâu. Còn hai tấm trên cùng là để gọi là an toàn thôi. Rùng mênh mông bộ không? 35 triệu mét khối nó khác. Quy mô. Hả? Cái kia là 9 triệu mét khối hả? Cái đu đủ hôm qua là có 9 triệu. Cái này tới 35 triệu mà. Cao trình nó 27 mét. Cao trình nó 27 mét. Cái chỗ cao nhất là 27 mét. Lên trên này nhìn view nhìn xuống rất là đẹp nè. Đó, nhìn cả huyền Hàm Thần Nam luôn đấy chứ. Cái nhà này là nhà để lắp hai cái gian cống.
quy mô lớn nhất huyện nó phải khác chứ. Nó bình thuận nhất nó ba thôi. Hôm qua lớn nhất Vinh thứ hai, đây thứ ba đó. Có đèn đường luôn này. Cái kiểu tràn này là mở ra đẹp lắm, ý là mở ra có nước lắm mà lên tới đâu mà mở được. Nó phải lên đầy nước, lên đầy chạy xuống nhìn nó đẹp dễ sợ luôn. Này này, tràn kiểu này thi công phức tạp nhưng mà không, nhưng mở ra rất là đẹp, nhưng mà giờ nước yếu hoàn toàn, thật nước quá nhỏ. Cái tràn quy mô hoành tráng ha, đúng không? Này là cái cống. Bên này cống này. Đi thì cần nó mà cũng không có làm. Cũng sáng rồi hết, đi kỹ quá. Này là cái nhà điều hành. Nhà điều hành đập. Ông em lên thăm cái đập xíu. Trước đây là có tham gia thi công cái đập này. Em bên công ty Hà Tầng Bình Thuận này. Ừ. Mười mấy năm mình lên thăm đấy. Mấy anh điều hành đây ha, điều hành đập này ha. Quản lý hồ. Là bên công ty khai thác ha. Dịch cổ công trường đứng bánh đi chơi ha. Ừ, đứng hết trơn. Đâu có làm được gì đâu. Giờ đi chơi lên tham quan tí. Nhà em làm năm cái này, năm 2008 đến năm 2010 đó. Ừ. Đúng rồi, anh Mừng với lại anh Thi. Hồi đó bà Bào nấu ăn. Hả? Hồi đó bà Bào với bà nấu ăn. Bà Hồng chứ. Hồng. Nấu ăn nhiều lắm, trời.
công trường đông mà nhiều người lắm. Hồi giám sát là chú Mừng với lại anh Thi. Đợt ấy làm đợt này làm 3 ca mà. Ừ, 3 ca. Anh có tham gia không? Hồi đó. Hồi đó làm Trường An. À, Trường An. Nghe. Làm 3 ca đó làm đến 10 giờ đêm mình nghỉ. Ừ, làm từ nói chung là 3 ca liên tục luôn đó. Làm hơn 2 năm mới xong chứ. Rồi chào anh nha. Nhà điều hành bề thế ghê chứ. À vậy hả? Lên đây là giống như nghỉ dưỡng chứ quản lý gì đó. Hả? Thì công trường thì vất vả chứ giờ điều hành thì giống như nghỉ dưỡng đó. Không sợ dịch Covid đúng không? À, Covid làm gì lên được lên đây nổi. Phong cảnh hữu tình giống như đi du lịch thôi chứ. Mấy anh chị đi đâu rồi? Săn măng hả? Dạ. Trúng không? Hôm nay trúng không? Dạ, năm nay thất bữa nay thất bại anh. Thấy người bao mà thất bại gì rồi? Thất bại bữa mấy bữa nhiều lắm, bữa nay ít đấy. À hả. Nên có măng trúng đông quá. Một bao nó bán được bao nhiêu tiền? Dạ. 200 mấy 300. Một buổi 200 300 là ngon rồi. Tiền xăng không mà mất cả 100 ngàn. Ăn nữa. Em ở xa mà. À. 300 ngàn buổi là ngày 600 rồi. Hả? Giờ là bên công ty khai thác quản lý đó. Cái này khi nào nước to lên đẹp lắm này. Cái tràn kiểu này rất là đẹp mà giờ tiếc là nước nhỏ quá. Hả? Đó. Nước giờ nó quá nhỏ luôn đó, mà sao mùa mưa mà nước nhỏ thiệt. Hả? À. Thì em phải lên tấm thứ hai đó. Tấm thứ hai bê tông chứ còn nước quá nhỏ. Này, tấm thứ hai này. Phải lên hết tấm thứ hai thì mới qua tràn được. Đúng không? Thôi vậy hả? Cái đập này nó còn khúc nào nữa không? Hả? Hết rồi. Bên kia là núi hết rồi hả? Ừ. Núi bao hết rồi. À, hình như là em nhớ không nhầm là hình như có tổng bên này qua đó có hình như em nhớ là khoảng 900 mét rồi đúng. Như vậy là 1-2 năm hết việc. 2 năm thôi, quy là 2 năm đó. 2 năm đó, hồi là 2 năm. Từ cái chỗ cao trình cao nhất là 27 mét. Ừ. Mm-hmm.